khi mà anh đến đây em có một câu chuyện mà muốn chia sẻ cho anh, nhưng mà anh hứa là anh không có nói cho mấy bạn dưới đây nghe, không có nói cho mấy bạn dưới đây nghe. Anh không nói, em nói với anh bí mật thôi. Đó là cái lúc mà em học lớp 11, em muốn chia sẻ cho anh thôi nha. Cái lúc em học lớp 11 á là em có crush bạn kia, crush bạn kia. Wow. Cái chuyện mà em crush bạn đó làm cho em xao xuyến nguyên một năm học luôn. Wow. Nhưng bạn đó nói với em là tôi sẽ thích bạn lại nếu như bạn học giỏi. Và anh có biết không, trong nguyên năm học 11 của em á, là bạn đó lúc nào cũng kèm cặp em và chỉ bài cho em, học hết trơn, trả bài cho em luôn. Và đối với em đó là một crush rất là biết quan tâm em, lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ cả việc học nữa. Wow. Và chưa hết nha, ngủ quên đâu nói với mọi người đâu. Sao hay vậy quá. Và bạn đó nói là nếu như mà bạn được học sinh khá của lớp 11, tôi sẽ thích bạn ở năm 12. Wow. Bạn còn chưa còn. Sau đó em đã được học sinh khá của lớp 11. Và còn chưa còn. Lên lớp 12 bạn đó chuyển trường. Một chữ một duy nhất thôi, đó là 1, 2, 3. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tôi gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì.